chiến sự Nga-Ukraine hôm nay, ngày 31 tháng 5 năm 2024, Mỹ đã bật đèn xanh cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí viện trợ. Mỹ đã bật đèn xanh cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí viện trợ. Tờ New York Times đăng tải, lầu năm góc đã được bật đèn xanh để đưa ra các khuyến nghị giúp lực lượng vũ trang Ukraine AFU có thể tấn công các mục tiêu cho phép trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lord Austin đã bí mật bàn giao những chỉ thị cần thiết cho tư lệnh lực lượng hỗn hợp của NATO ở châu Âu, Christopher Cavoli, liên quan tới vấn đề này. Trước đó, tờ Politico đăng tải, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bí mật cho phép AFU thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí Mỹ bên trong lãnh thổ Nga, trong đó ưu tiên các đợt tấn công tại khu vực biên giới Kharkov. Tổng thống Mỹ đã được cố vấn cho phép AFU tấn công lãnh thổ Nga theo new york times ngoại trưởng mỹ antony blinken sau khi trở về từ kiev đã thông báo với tổng thống mỹ về vấn đề nếu washington tiếp tục cấm afu tấn công vào lãnh thổ nga thì ukraine sẽ gặp nguy hiểm quân đội nga thực tế đã sử dụng các điểm tập kết an toàn bên kia biên giới để đột kích vào lãnh thổ ukraine trong khi đó cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan và bộ trưởng quốc phòng lord austin cũng đã kết luận rằng địa lý của cuộc giao tranh xung quanh kharkov cần yêu cầu ngoại lệ về nguyên tắc không được tấn công lãnh thổ nga của mỹ một trong những người đối thoại của new york times xác nhận ukraine có thể thất bại trong cuộc chiến khi bị kẹt giữa những quy định không được tấn công lãnh thổ nga bằng vũ khí mỹ của washington các ông Sullivan và Austin đánh giá rằng không có ích gì khi hạn chế khả năng tấn công trả đũa của Ukraine, ngay cả khi vẫn duy trì lệnh cấm sử dụng vũ khí Mỹ trong các cuộc tấn công tầm xa bên trong nước Nga. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh tuyên bố trong một bình luận chính thức tại cuộc họp với báo chí rằng vũ khí Mỹ được chuyển giao cho Kiev vẫn chỉ nhằm mục đích sử dụng trên lãnh thổ Ukraine. Ukraine đã từng sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Hãng tin AFP của Pháp mới đây đã công bố những hình ảnh về một vật thể ở phía tây Krasnodar bị tấn công bởi vũ khí nước ngoài cho AFU. Tuy nhiên, AFP không nêu rõ loại vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công nói trên. Tờ Bay của Đức đưa tin AFU đã ít nhất một lần tấn công các mục tiêu của Nga bằng hệ thống phòng không Patriot, được Đức chuyển giao mà Berlin không hề hay biết. Sau khi nhận được thông tin này, Ukraine đã nhận lại sự lạnh lẽo từ Đức và Mỹ, cũng như những lời đe dọa sẽ không cung cấp tên lửa phòng không nếu hành động nói trên tiếp diễn. Giao tranh ác liệt đang diễn ra xung quanh Chasopya. Liên quan tới tình hình chiến sự, quân đội nga đang thực hiện nhiều đợt tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu lãnh thổ ở Ukraine ở Kherson, Raporjia và Donetsk. Đặc biệt, sân bay Starokhon-Staninov ở vùng Odessa một lần nữa hứng chịu tên lửa. Đây là căn cứ không quân được cho là rất phù hợp để triển khai máy bay chiến đấu F-16 khi chúng được cung cấp cho Kiev. Trong khi đó, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công cả trên không, lẫn trên biển bằng thiết bị không người lái nhằm vào bán đảo Crimea. Phần lớn mục tiêu đã bị đánh chặn, nhưng Nga có thiệt hại trên mặt đất cũng như trên biển do đợt tấn công. Tại mặt trận Bakhmut, quân đội Nga đang dần kiểm soát hoàn toàn Klitschewa và Bodanika, trong khi giao tranh ác liệt đang diễn ra xung quanh Chasovia. Theo hướng Adica, các đơn vị Nga có những tiến bộ đáng kể ở khu vực giữa Solovio và Berichi, nhưng giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra xung quanh Ocheretin. Tại Donetsk, các mũi tấn công của Nga đang tiến về phía Bắc và phía Nam Netailovo, nhưng chưa thể kiểm soát hoàn toàn khu định cư này. Ngoài ra, quân đội Nga cũng có bước tiến mới ở khu vực Novomikhailika và Volodymyrlika theo hướng Ulekda. Những bước tiến nhỏ trên có thể để chuẩn bị cho các hành động quân sự lớn hơn khi điều kiện chín muồi. Kiev bị tập kích đường không Dạng sáng ngày 31 tháng 5, không quân Ukraine trên Telegram đã cảnh báo đỏ cho biết quân đội Nga đã triển khai máy bay không người lái tấn công trên lãnh thổ Ukraine. UAV Geran 2 bay từ vùng Zaporizhia theo hướng Tây Bắc đã tấn công các mục tiêu ở Kherson, Mykolaiv và Kirovograd. Cùng thời điểm, nhiều UAV được ghi nhận đã bay tới Kiev từ hướng Bắc. Liên quan tới đợt tấn công, lãnh đạo phòng thủ dân sự vùng Kiev Sikiboko cho biết, trong cuộc không kích dạng sáng ngày 31 tháng 5, Nga phóng nhiều tên lửa hành trình vào Kiev và phần lớn chúng đã bị hệ thống phòng không Ukraine ngăn chặn. Ông Sikipoko cho biết thêm do mảnh vỡ UAV và tên lửa rơi xuống quận Golosiksky gây một đám cháy lớn trong khu vực. Các đơn vị cứu hộ Ukraine đã có mặt tại hiện trường nhưng không ghi nhận có thương vong. Trước đó, cảnh báo không kích được công bố lần thứ hai ở Kiev và người dân địa phương đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Kho dầu ở vùng Krasnodar của Nga bị tấn công Tờ Ukrainskrad Pravda đăng tải. Trong dạng sáng ngày 31 tháng 5, tại quận Termrik, thuộc vùng Krasnodar của Nga, UAV tự sát của Ukraine đã tấn công một kho dầu và khiến nhiều kho dầu bốc cháy. Hiện tại, ba bồn lớn chứa sản phẩm xăng dầu đang cháy. Lãnh đạo vùng Krasnodar, Veniamin Kondadret, thông tin vụ cháy kho dầu đang diễn biến phức tạp và các đơn vị cứu hỏa đang cố gắng khống chế đám cháy. Lãnh đạo vùng Krasnodar cho biết thêm, đợt tấn công lớn bằng UAV đã bị ngăn chặn trong đêm 31 tháng 5 tại một số khu vực và con số thiệt hại đang được tính toán. Trong khi đó, sáng 31 tháng 5, kênh Telegram theo dõi chiến sự Ukraine bà ra thông tin vụ cháy kho dầu ở Tymryk, Krasnodar đã được dập tắt và công bố một số bức ảnh cho thấy ba bồn chứa dầu đã bị phá hủy.